cơm giá hạt dẻ sẽ là sự lựa chọn của đại đa số những ai đang sống trọ hay là các bạn sinh viên. Và không phụ lòng các bạn, trong video clip này, Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc nồi cơm điện giá rẻ đến từ thương hiệu Sunhouse. Nồi cơm Sunhouse mà Nam nói đến có mã sản phẩm là SHD8125, dung tích là 1.8L, phù hợp cho 4 đến 6 người ăn. Tuy nồi giá rẻ nhưng bên ngoài thì không hề rẻ nha, nhìn qua vẫn rất đẹp mắt với thân nồi được làm bằng tôn, sơn cách điện màu vàng đồng, phủ nhũ sáng bóng. Đi kèm với nồi sẽ có các phụ kiện là muỗng cơm, cốc đông, dây nguồn và sừng hấp. Cái sừng hấp này thì cũng là một điểm cộng để các bạn mua cái nồi này luôn, bởi vì thay vì bằng nhựa thì nó được làm bằng nhôm, giúp giữ nhiệt tốt hơn khi hấp. Hai bên còn có tay cầm hỗ trợ bạn nhấc ra lúc sự nóng mà không cần dùng đến đồ nhấc. Ngoài ra thì với việc mà sống ở phòng trọ thiếu thốn không gian thì với một chiếc nồi cơm mà có thêm sừng hấp như thế này thì sẽ giúp các bạn có thể vừa kết hợp nấu ăn mà đỡ phải bày biện nhiều. Ví dụ như là sáng ra thì bạn có thể vừa nấu cháo vừa hấp bánh bao nè. Hay là ngày hôm qua mình nấu đồ ăn còn nhiều quá, dư lại thì ngày hôm sau mình sẽ vừa nấu cơm mà có thể hâm lại đồ ăn bằng cái sừng hấp này, cũng rất là tiện luôn. Nếu bạn sợ cơm có thể dính vào đồ ăn trên sừng hấp thì bạn thấy đó, sừng hấp đặt trên nồi chứ không phải là đặt bên trong lòng nồi, nên sẽ tạo khoảng cách đủ để thức ăn không bị dính cơm. Và nhìn ngay từ đầu thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc với nút gạt điều khiển của nồi. Một kiểu thường thấy với gạt xuống là nấu, gạt lên là giữ ấm, có đèn led báo hiệu. Có một điểm mà Nam thấy hơi mất thẩm mỹ một chút, đó là phần chỗ cắm dây điện lại nằm ngang thay vì là nằm ở phía sau. Đó, như thế này thì khi mà nhìn từ chính diện á thì sẽ thấy có chỗ cắm điện lòi ra, thì trông nó sẽ không được thuận mắt cho lắm. Được cái là dây điện nó cũng dài tương đối và là dây điện rời, thế nên là sẽ tiện cho mình khi mà xài xong rồi thì cất đi không bị vướng víu. Tiếp theo thì sẽ đến lòng nồi ở bên trong. Lòng nồi này thì nó mỏng nhẹ do được làm từ hợp kim nhôm, nhưng mà lưu ý là nó không chống dính nha. Đây sẽ là một nhược điểm đáng tiếc cho những bạn nào mà thích lòng nồi chống dính để việc vệ sinh được dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu như bạn không quan tâm tới vấn đề trên á, thì lòng nồi này nó sẽ cho bạn khả năng là dẫn nhiệt tốt rồi giúp cơm chín nhanh hơn. Còn về vấn đề vệ sinh thì mình có thể khắc phục được bằng cách là khi mà nồi đã nấu xong rồi thì mình sẽ không vội mang nồi đi vệ sinh ngay, mà mình có thể ngâm nồi với nước pha với một chút nước rửa chén. Khi mà cơm đã rã ra hết rồi thì mình sẽ rửa dễ dàng hơn. Với chiếc nồi cơm Sunhouse này, lòng nồi tiếp nhận nhiệt từ bên dưới đáy mâm nhiệt cho công suất là 700W. Bây giờ thì Nam sẽ đem nồi đi nấu để các bạn xem qua lòng nồi nấu như thế nào nha. Nam sẽ sử dụng cốc đông của nó nấu tầm 2 cốc gạo. Nhằm để chống trào khi nấu thì các bạn sẽ thấy có một lượng hơi tỏa ra từ 3 lỗ nhỏ thoát hơi trên nắp. Với 2 cốc gạo thì nồi nấu nhanh trong tầm 13 phút thôi. Bây giờ thì cùng xem qua là cơm nấu ra sao nha. Cơm thì chắc chắn chín rồi đó. Sới lên thì như lúc đầu Nam có nói là nó sẽ không chống dính, nên ở đáy sẽ có một lớp cơm cháy xém vàng. Cơm nấu xong thì nồi sẽ chuyển qua chế độ giữ ấm, và nồi này thì nó có thể giữ ấm tốt trong vòng 4 tiếng. Nên sau đó nếu muốn ăn cơm thì bạn nhớ hâm nóng lại nha. Vì đây là một chiếc nồi cơm điện giá rẻ nên là mình yêu cầu cao thì cũng hơi quá với nó. Nhưng mà dựa theo tiêu chuẩn của nó đánh giá thì nồi nấu cơm nhanh nè, bề ngoài thì cũng trông rất là đẹp mắt. Thêm vào đó thì nó có phụ kiện sừng hấp đi kèm, thì mình có thể hâm thức ăn, hấp các kiểu. Với các bạn sinh viên đang sống trọ thì Nam thấy với những tiêu chí trên thì cũng vừa đủ với mình rồi. Các bạn có thể cân nhắc về sản phẩm này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.